Xin chào các bạn khán giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 33 Của Bắc Tống Nhàn Vương Nhìn về hướng cửa vào chợ hỗn loạn bên kia Hồ Quản sự cũng xứng sở Ngay sau đó chỉ thấy đám người vây xung quanh tản ra Một chiếc xe bò đi vào chợ bán rau Đương nhiên thứ hấp dẫn mọi người Không phải là chiếc xe bò này Mà là thứ được kéo ở trên xe Rau, Rau xanh. Nhìn thấy đồ trên xe kéo, hồ quản sự cũng khiếp sợ đến há hốc mồm. Cả nửa ngày trời mới phản ứng lại. Chỉ thấy chiếc xe bò đó chất đầy từng cây rau xanh lớn nhỏ. Tuy là rau xanh này khá là mắt. Hình dạng cũng có chút kỳ quái. Nhưng xem hình dáng tươi non của nó, mùi vị chắc cũng không đến nỗi nào. Mau mau đi hỏi thử đối phương bán rau xanh như thế nào. Hồ quản sự lúc này mới bỗng tình ngộ, gấp rút hét lớn với tên chai vặt ở bên cạnh trời mùa đông trên chợ xuất hiện rau xanh tuyệt đối sẽ khiến cho vô số người điên cuồng đặc biệt là trong cái chợ rau này không chỉ riêng nghi là người mua ngoài ra còn có không ít người thu mua cũng ở đây nếu chẳng may chậm tay hay e là ngay cả lá rau cũng giành không được sai vật được hộ quản sự đưa đến đều là những người nhiều kinh nghiệm lập tức chia ra làm hai chen vào đám người lúc này những người mua rau khác cũng đã tỉnh táo lại liền sau đó người nào người nấy đều như nổi điên xông lên phía trước kết quả là chen chật hết đường tiến lên của chiếc xe bò đó mọi người đều vùng vẫy hai tay cao giọng hỏi người trên xe giá bán thậm chí có người ngay cả giá cũng không hỏi trực tiếp nói ra số lượng mình muốn mua nếu dùng lời của hậu thế đó chính là một hiện tượng khói lửa mịt mù nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh xe ngựa của mình chỉ thấy người trung niên đánh xe kia đứng dậy cười nói <cười> các vị đừng gấp tài hạ là tá điền vương thất của phủ quảng dương quận vương lần này được sự ủy thác của các tá điền đến để bán cải trắng đã được cất giữ nhiều ngày Tuy nhiên bởi vì số lượng cải trắng có hạn, vì để cho nhiều người hơn có thể ăn được cải trắng cho nên phủ Quận vương đặt ra một quy củ cho tiểu nhân. Nói là mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một khối cải trắng, mỗi cân 400 đồng. Các vị nếu như cảm thấy giá này phải chăng vậy thì tiến lên đưa tiền rồi lấy hàng là được. Trong lời của vương thất này, mấy lần nhắc đến phủ quận vương, đây cũng là muốn nói rõ với mọi người xung quanh là mình có thế lực chống lưng, chớ có xem thường cái chợ rau nhỏ này. Kỳ thực trong đó cũng là rồng rắn hỗn tạp. Nếu không có một ngọn núi vững chắc dựa vào, căn bản đừng hòng lăn lộn ở trong này. Đặc biệt là cài trắng mà vương thất kéo đến là vật có món lãi cách xù. Nếu như y không có bối cảnh, rất có khả năng bị đám du côn trong chợ lừa bịp, tống tiền. Cuối cùng một phân tiền cũng đừng hòng kiếm được. Quả nhiên vương thất vừa nói rõ thân phận. Trong đám người vây xung quanh y lập tức có người lui ra, thậm chí cái tên hứa đồ tể cũng có trong đó tên này vẫn dựa vào thế lực vững mạnh sau lưng tung hoành bá đạo trong chợ rau luôn lúng đoạn việc mua bán rau cổ quý của chợ hiện giờ không ngờ có người trở đến một xe rau xanh vào lúc này đây quả thật là muốn giành tiền từ tay gã cho nên tự nhiên sẽ không để cho đối phương cứ như vậy mà buôn bán nhưng khi nghe thấy vương thất là tá điền của phủ quận vương mà lúc đến còn được sự chiếu cố của phủ quận vương người này gã không dám đắc tội đặc biệt là quận vương quảng vương trước giờ tiếng sống lan xa nếu đắc tội đối phương, gã tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nghe thấy mỗi người chỉ được mua một cây, đại bộ phần người mua rau đều có phần bất mãn. Nhưng đây là quy củ do phủ quận vương định ra, bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tranh nhau lên mua rau. Xe bò của vương thất cũng không phải chỉ có một mình y, ngoài ra còn có vài thanh niên của thượng tùy Trang. Lập tức mấy người cùng động thủ chào hỏi khách cân cải trắng thu tiền. Kết quả là chỉ trong chốc lát một chiếc xe bò chất đầy cải trắng bị tranh mua đến không còn gì, trong tay Vương Thất thì cầm danh sách của các quản sự, các phủ. Dù gì thì một cây cải trắng cũng cần nhiều đồng tiền. Không ai đem theo bên mình nhiều tiền nặng như vậy đến mua rau, đặc biệt là đám quản sự nhà quan lúc mua rau đều cho một mảnh giấy. Lần nữa đám Vương Thất trực tiếp đến các phủ thu tiền là được. Mặt khác trong lúc bán rau, Vương Thất còn nhiều lần tuyên bố với những người mua rau. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày bọn họ đều kéo một xe cải trắng đến bán. Quy củ thì vẫn như cũ, vẫn là mỗi người mỗi ngày một cây. Muốn mua thêm thì phải đến trước để xếp hàng. Kết quả là người mua rau nghe thấy sau này vẫn còn cải trắng đều rất hưng phấn. Gã sai vặt hồ quản sự phái đi tay chân đều rất linh hoạt, cuối cùng cũng chia nhau mỗi người giành được một cây cải trắng. Loại rau củ hiếm này rất lớn, mỗi cây ít nhất cũng nặng 3-4 cân. Tuy rằng không đủ tiêu chuẩn 10 cân rau tươi, nhưng cải trắng này cũng không phải là thứ rau tươi thông thường. Chỉ cần đem về, khẳng định chủ nhân nhà mình sẽ rất tán thường, cho nên thiếu mấy cân cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hồ quản sự lập tức tự mình ôm hai cây cải trắng về mặt cao hứng về phủ. Kết quả quản sự phòng bếp trong nhìn thấy hồ quản sự đem về hai cây cải trắng hiếm lạ, lúc ấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Lại nói Âu Dương Tu là người giang tây cát an, nô bộc trong nhà cũng không ít người đến từ bên nhà cũ. Quản sự phụ trách nhà bếp trong cũng là một trong số đó, cho nên y liếc mắt một cái liền nhận ra cái loại cải trắng hồ quản sự đem về là loại trồng ở quê nhà cũ, khiến cho y vô cùng hưng phấn. Lại nói tiếp, tướng công nhà mình cũng nhiều năm rồi không ăn qua cải trắng, Bây giờ trong mùa đông này có thể ăn rau của quê nhà cũng xem như là một chuyện đáng mừng. Trong khoảng thời gian này, Âu Dương Tu vô cùng phiền lòng. Nguyên nhân chủ yếu là hai vị kia ở trong cung bất hòa. Lần này Tào Thái Hậu bị nội thị cận kề kích động, lại không chịu giao quyền. Kết quả khiến Triều thự mấy lần nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp nào. Dù gì Tào Thái Hậu là thế tử của nhân tôn hoàng đế, thêm nữa triệu thự lại không phải là nhi tử thân sinh của nhân tôn hoàng đế, cho nên lúc tiếp cận hoàng vị cũng không đủ sức trong triều có không ít đại thần nguyện ý nghe ý chỉ của tào thái hậu cho nên trừ phi tào thái hậu chủ động giao quyền nếu không triệu thư cũng đành bó tay nghĩ đến ảnh hưởng do hai cung bất hòa mang đến đã khiến âu dương tu khi hạ triều không kịp nổi thở dài một tiếng kỳ thực theo ý thấy là này tào thái hậu có phần làm hơi quá dù gì đi nữa triệu thư cũng là hoàng đế đại tống lúc trước là do sức khỏe của y không tốt cho nên mới để tào thái hậu tạm thời chấp chính nhưng giờ sức khỏe của y đã khôi phục tào thế hậu vẫn khư khư nắm quyền có chút hiểm nghi nữ nhân can dự vào triều chính xem ra lã phu phải ra mặt khuyên can thái hậu rồi hậu dương tu ngồi trong thư phòng bỗng nhiên mở miệng lầm bầm y thân là người tham chính có trách nhiệm giải quyết việc hai cung bất hòa mà y cũng biết tào thế hậu cũng không phải là người không thấu tình đạt lý chỉ cần mình có thể phân tích rõ lợi hại trong đó có lẽ có thể thuyết phục đối phương buông quyền nghĩ đến nếu như sau khi mình thuyết phục được tào thế hậu khiến cho hoàng đế triệu thự thực sự trường quản hoàng quyền đến lúc đó cuối cùng quyền lực đại thống có thể tiến vào quỹ đạo. Năm đó nhân tông bị không có con trai nên đã lo lắng nhiều năm, bây giờ xem như cũng đã ổn thỏa, cũng khiến cho tâm trạng của Âu Dương Tu tốt hơn một chút. Rồi vô ý ngẩng đầu lên, lại thấy trên bức tường bên cạnh bàn có treo một bức họa. Chỉ thấy trong tranh vẽ vài sĩ tử trẻ tuổi đang hào hứng ngồi thảo luận với nhau, có vẻ rất nóng nhiệt ngoài ra nét vẽ của bức tranh này vô cùng chân thực nét mặt và động tác của từng người đều được vẽ cực kỳ rõ ràng cảnh vật và người ở trong tranh giống như trồi ra khỏi tờ giấy đây chính là bức tranh lúc trước triệu nhân vẽ khi tham gia tây viên nhã tập Âu Dương Tu nhìn thấy bức tranh này ở bên cạnh bàn vẻ mặt có chút phức tạp đặc biệt là khi nhớ ra đích thân triệu nhân động thủ vẽ tranh càng khiến cho gương mặt của Âu Dương Tu lộ ra thần sắc trăm mối tơ vò lúc trước cháu gái Âu Dương Uyển Linh của Âu Dương Tu mang bức họa này về kể với ý việc triệu nhân đứng đầu về cuộc thi hội họa trong tây viên nhã tập sau đó lại kể chuyện đánh vương sân kết quả âu dương tu cũng vô cùng khiếp sợ y bản lần không nghĩ tới bức tranh mà mình lúc trước dùng một số tiền lớn mua lại là từ tay của triệu nhan vẽ ra vốn vì chuyện của âu dương nguyệt linh âu dương tu không có hào cảm gì với triệu nhan thậm chí lúc vừa nghe nói bức tranh đó là do triệu nhan vẽ y thậm chí muốn xé bức tranh trong tay thành mảnh vụn nhưng sau này lại nghe âu dương nguyệt linh nói triệu nhan vì bảo vệ thì thì bảo an công chúa lại ẩu đà với phò mã vương sân cũng khiến cho âu dương tu sững sờ Y vẫn luôn là người có cá tính đối với chuyện Triệu Nhan dưới sự dần giữ bất chấp thân phận đánh Vương sân cũng tán đồng từ tận đánh lòng. Có thể nói chính là bởi vì chuyện này mới khiến cho ấn tượng của Âu Dương Tu đối với Triệu Nhan dần dần thay đổi, thậm chí còn nhận bức tranh Triệu Nhan thông qua Âu Dương Nguyên Linh đã gửi đến. Tuy nhiên tuy rằng Âu Dương Tu nhận bức tranh của Triệu Nhan nhưng trong lòng Y Triệu Nhan vẫn là một kẻ hữu tài vô đức mà hỏa đạo cũng chỉ là một đạo nhỏ. Bất kể Triệu Nhan trên hỏa đạo có ưu tú đến đâu đi chăng nữa sau này cùng lắm cũng chỉ là một họa sư ưu tú, căn bản không thể so sánh với những người đọc sách. Ví dụ như người đọc sách có thể trung quân báo quốc, nhưng với thân phận của triệu nhân, căn bản không thể cống hiến gì cho đại tống. Nhưng chuyện kế tiếp lại càng ngoài dự liệu của Âu Dương Tô, y không ngờ bệ hạ lại để triệu nhân đảm nhiệm chức vị cố vấn trong trọng thổ quân khí giám. Càng không ngờ là mấy ngày trước triệu nhân lại thiết kế ra một loại vũ khí gọi là nò pháo loại vũ khí này kết hợp uy lực của xe nỏ và hỏa khí lực sát thương kinh người thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói nếu như loại nỏ pháo này được sử dụng thích đáng tuyệt đối có thể xoay truyền cục diện bất lợi về mặt quân sự của đại tống nghĩ đến nỏ pháo mà triệu nhan thiết kế ra cùng với khoảng thời gian này lời đồn về tính cách của triệu nhan đại biến cũng khiến cho thần sắc của âu dương tu càng phức tạp sau khi y nghe khuê danh của tôn nữ âu dương nguyễn linh của mình vì triệu nhan bị hủy khiến cho nàng hiện giờ vẫn không gả đi được nếu như lúc đó Triệu Nhan có được một nửa biểu hiện của bây giờ, nói công chừng Âu Dương Tu sẽ trực tiếp gả Âu Dương Nguyệt Linh cho Triệu Nhan. Đáng tiếc hiện giờ Triệu Nhan đã thành hôn, tôn nữ của Âu Dương Tu chẳng lẽ lại là đi làm thiếp cho Triệu Nhan. Xem ra Nguyệt Linh vẫn là không có duyên với Triệu Nhan, nếu không đây quả thật là một mối nhân duyên tốt. Cuối cùng Âu Dương Tu thở dài lầm bầm. Cũng vào lúc này, bấm một lá bọc của bên ngoài thư phòng thấp giọng nói. Lão già, cơm tối đã làm xong rồi, các phu nhân đều đang đợi ngài gian cơm. Âu Dương Tu chính vụ bận rộn, thêm nữa thời gian này hai cung bất hòa, cho nên đám tướng công trong chính sử đường bọn họ càng là bận rộn muốn chết. Mấy ngày này mỗi ngày trời còn chưa sáng, Âu Dương Tu đã ra khỏi nhà, cơm sáng và cơm trưa đều ăn ở chính sử đường, chỉ có lúc ăn cơm tối y mới có thể bầu bạn với người nhà. Âu Dương Tu liền rời khỏi thư phòng đến nhà ăn, chỉ thấy những người trong nhà đều đang ngồi xung quanh bàn ăn, chỉ còn chính vì vấn đề trống, thân là chủ gia đình nên Âu Dương Tu chưa ăn cơm thì những người khác tuyệt đối không được động đũa, đó chính là quy củ của một đại gia đình. Tất cả đều ăn cơm đi, đừng để đám tôn nhi nhỏ của ta đói. Âu Dương Tu cười ha hả ngồi xuống chính vị, sau đó cầm đũa lên. Y có bốn nhi tử, bảy nhi nữ, trong đó nhi nữ đều đã xuất giá, bốn nhi tử làm quan ở ngoài địa. Cháu cha cháu gái đều ở ngoài cùng với phụ mẫu của chúng, chỉ có tiểu nhi tử Âu Dương Biệt vì thế tử đã qua đời cho nên mới đưa con cái đến chỗ phụ thân này, để họ nuôi nấng dùng. Âu Dương Biệt năm nay mới hơn 30 tuổi, làm thông phán ở Vĩnh Châu, có một nhi nữ ba nhi tử trong đó nhi nữ chính là tôn nữ được Âu Dương Tu sùng ái nhất Âu Dương Nguyễn Linh ba đứa nhi tử còn lại đều nhỏ hơn Âu Dương Nguyễn Linh nhỏ nhất chỉ mới tuổi bốn tỷ đệ họ đều là những người nhỏ tuổi nhất trong đám tôn tử tôn nữ của Âu Dương Tu lại từ bé lớn lên ở bên Âu Dương Tu lúc bình thường cũng được Âu Dương Tu yêu thích nhất lão gia ngài mau đến nếm thử hôm nay quản gia lại mua được hai cây rau cải trắng Người của thành Đô Kinh đều gọi nó là cải trắng. Từ khi rời khỏi quê nhà Giang Tây, ta nhiều năm rồi chưa ăn qua. Đám tỷ đệ Uyển Ninh từ nhỏ đến lớn ở phương Bắc có lẽ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy qua cái cải trắng của quê nhà. Lúc này thê tử của Âu Dương Tu, Tiết Thị, cười gấp một miếng cải trắng cho Âu Dương Tu. Lúc này Âu Dương Tu mới phát hiện ra cơm tối hôm nay lại có cải trắng xào mà lúc trước quê nhà hay ăn. Điều này khiến y Vu cùng kinh ngạc, lập tức gắp một miếng bỏ vào miệng thưởng thức, nhịn không nổi mở miệng khen. Quả nhiên vẫn là rau của quê nhà ăn ngon. Về Linh đám tỷ đệ các con cũng mau nếm thử đi. Ở Đông Kinh có thể thấy rau của quê nhà quả là không dễ dàng gì, càng huống hồ là trong mùa đông giá rét này. Đám người Âu Dương Nguyễn Linh vừa nãy đang thảo luận về chuyện cài trắng, chỉ là tổ phụ chưa đến nên chưa dám đồng đũa. Bây giờ nghe thấy lời của tổ phụ, liền cùng với ba tên đệ đệ nếm thử cài trắng. Trước đừng nói bị quả cải trắng như thế nào, chỉ là trong thời tiết nhìn không thấy màu xanh mà có thể ăn rau xanh đã là một chuyện vô cùng xa xỉ rồi, Điều này cũng khiến cho vị giác của con người sinh ra ảo giác, cho nên bốn tỷ đệ Âu Dương Nguyễn Linh đều tấm tắc khen ngợi, đều cảm thấy đây là thứ rau xanh ngon nhất mà mình từng ăn qua. Trước kia, gia giáo của Âu Dương Tu rất nghiêm ngặt. Lúc mấy đứa con còn ở đây, trước giờ trong giờ ăn đều không nói năng gì. Nhưng từ khi mấy đứa con trai lần lượt đi ra ngoài, bên cạnh chỉ còn mấy tôn tử tôn nữ Âu Dương Nguyễn Linh bầu bạn, dần dần cũng không để ý đến quy củ trong nhà nữa, Ví dụ như trong lúc ăn cơm, Âu Dương Tu thích hỏi han tình hình học tập của từng đứa cháu, thậm chí trực tiếp hỏi trên bàn ăn, có vẻ vui vẻ hòa thuận. Có lẽ là do nguyên nhân lâu rồi, không ăn qua rau của quê nhà, bữa cơm này Âu Dương Tu cảm thấy khẩu vị rất tốt, so với ngày thường ăn được nhiều hơn nửa chén cơm, khiến cho thê tử, cơ thiếp của y đều rất vui vẻ. Mắt thấy bữa cơm sắp kết thúc, Âu Dương Tu lúc này mới nhớ ra, mở miệng hỏi. Đúng rồi, cải trắng này từ đâu đến? Chẳng lẽ là từ phương Nam chuyển đến, nghe thấy câu hỏi của âu dương tu tiết thì lập tức cười nói <cười> nghe quản sự mua rau nói là là có người bắt đầu trồng ở xung quanh đông kinh sau đó dự trữ đến giờ mới lên ra bán giá cả ngang mặng củ sen tuy rằng mắc một chút nhưng có thể trong thời tiết này ăn được cải trắng cũng xem như là một chuyện rất không dễ dàng gì Kỳ thật tí thì đã giấu một điều, đó chính là số cải trắng này là do đám tá điền của Quảng Dương quận Vương Phủ trồng, bởi vì chuyện của Âu Dương Nguyễn Linh, cái tên Triệu Nha đã trở thành một cấm kỵ trong phủ của Âu Dương Tu, đặc biệt là hiện giờ Âu Dương Nguyễn Linh cũng đang ở đây. Cho nên tự nhiên, biết thì sẽ không nói ra lai lịch thật sự của số cải trắng này. Âu Dương Tu nghe được câu trả lời của thế tử lên cười nói. Nói vậy là không đến mấy năm nữa, xung quanh thành Đông Kinh sẽ có không ít dân trồng cải trắng, đến lúc đó chúng ta cơ muốn ăn thêm cải trắng cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Cái đó thì không cần đợi đến năm sau. Ta nghe quản sự nói người bán rau hình như còn dự trữ không ít cải trắng. Đã hứa hẹn là mấy ngày sau này đều đem đến bán. Cho nên nếu lão gia muốn ăn, mấy ngày này để quản sự mua thêm một chút về. Nói không chừng có thể để đến năm mới rồi ăn. Lúc này tiết Thị này mở miệng nói. Vậy thì thật tốt quá. Lần trước đại phu đã từng nói dạ dày của tổ phụ không được tốt. Lúc bình thường nên ăn thêm đồ chay. Sau này mua nhiều chút cải trắng, tổ phụ cũng không cần ngày ngày ăn cổ cải nữa rồi. Lúc này Âu Dương Nguyệt Linh cũng vô cùng vui vẻ nói, bởi vì mẫu thân mất sớm phụ thân không ở bên cạnh cho nên Đô tổ phụ một tay nuôi lớn tỷ đề bọn họ âu dương nguyệt linh cũng hết sức quan tâm nghe thấy lời nói của thê tử và tôn nữ trong lòng âu dương tu cảm thấy rất an ủi vừa định nói gì đó bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sau đó một lão bộc tiến và bẩm báo khởi bầm lão ra quảng dương quận vương phái người đến tặng một xe lễ vật lão nô không biết nên nhận hay không kính xin lão gia và phu nhân quyết định nghe thấy lời bẩm báo của lão nô Âu Dương Tu và Tiết Thị đều sừng sốt, trong đó Tiết Thị vụng trộm nhìn tôn nữ Âu Dương Nguyễn Đinh, nhưng khiến cho nàng ngạc nhiên đó là Âu Dương Nguyễn Đinh nghe thấy cái tên của Triệu Nhan không hề biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ gì, mà lại ngồi chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh giống như là nghe thích tên của một người xa lạ vậy. Lại không phải là dịp lễ Tết gì, Quảng dưỡng Quận Vương đưa lễ vật gì đến. Âu Dương Tu suy nghĩ một lát, cuối cùng mở miệng hỏi. Khởi bầm lão ra, Quảng dưỡng Quận Vương đưa đến một xe cải trắng, theo lời của người đưa đến, Cả trắng này đều là do đám tá đá điền của phủ quận vương trồng, bây giờ tuyết lớn ngập đường, rau xanh vô cùng hiếm gặp, cho nên quận vương đã đem cải trắng dự trữ trong nhà mình tặng đến cho phủ của chúng ta, nói là muốn để lão gia ngài nếm thử. Ngoài ra mấy vị tướng công ở trong cung cùng với tào gia cao gia cũng đã nhận được cải trắng rồi. Lá bồng này lại một lần nữa mở miệng, đương nhiên những tin tức này của y cũng là nghe từ người tặng lễ của phủ Quảng Dương quận vương. Âu Dương Tu nghe đến đây, liền trầm ngâm không nói, lần trước triệu nhan tặng một bức tranh bởi vì mình yêu thích cho nên mới nhận nhưng lần này thứ triệu nhan đưa tới đều là rau củ thuộc về đồ dùng gia đình gia dụng thông thường chỉ khi hai nhà giao hảo mới tặng những thứ này làm lễ vật nếu bây giờ mình nhận vậy có nghĩa là mình đồng ý giao hảo với triệu nhan cũng tính là gián tiếp tha thứ cho triệu nhan nhưng khi nghĩ đến chuyện của âu dương nguyễn đinh lại khiến âu dương Tu có chút không cam tâm tổ phụ nếu người ta đã tặng lễ vật đến rồi mà những nhà khác cũng đều nhận rồi chúng ta cũng nhận đi đúng lúc này âu dương nguyễn đinh bỗng mở miệng Nàng vừa nãy có nghe thấy cải trắng mà mình ăn được là làm ra từ phủ của triệu nhan, mà lúc đối phương tạo một xe đến trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Sau đó nàng lại nhìn thấy vẻ mặt có sự của tổ phụ. Cô gái thông minh như nàng lập tức đoán ra suy nghĩ của tổ phụ cho nên mới mở miệng. Âu Dương Tu nghe thấy lời của tôn nữ đầu tiên là sừng sốt, sau đó lắc đầu nói. Không được, đều là do tên triệu nhan này mới khiến cho huyền linh con chịu nhiều ủy khuất như vậy. Bây giờ tuy là triệu nhan đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không dễ dàng gì tha thứ cho hắn cho người nói với người thằng lễ đem số cải trắng này kéo về đi tuy nhiên khi lời của âu dương Tu vừa dứt lại một lần nữa bị âu dương Nguyên linh ngăn lại tổ phụ không thể được chuyện lúc đầu tuy rằng đều do triệu nhan gây nên nhưng nếu xem xét kỹ hắn cũng là người bị hại bởi chuyện đó bây giờ nếu đối phương đã chủ động muốn hóa giải ân oán giữa hai nhà tổ phụ người cũng đừng biểu hiện quá nhỏ nhen không bằng nhận lễ vật của quảng dương quận vương sau này cũng dễ gặp nhau Nghe thấy lời của Âu Dương Nguyễn Linh, lúc này Tiết Thị cũng mở miệng khuyên giải nói. Lão già, nếu Nguyễn Linh đã nói như vậy rồi, vậy chỉ bằng nhận lễ vật. Nghe nói vì quần vương kia sau khi thành hôn giống như trở thành một người khác. Bây giờ bệ hạ trẻ tuổi như vậy, thái tử cũng chưa hoàn toàn được xác lập, lỡ như... Nữ nhân kiến thức hạn hẹp. Tiết Thị vẫn chưa nói xong lời, đã bị Âu Dương Tu cao giọng ngắt lời, đồng thời hung tận trợn mắt nhìn thê tử của mình. Tính ra Tiết Thị cái gì cũng tốt thì là nói lời không biết nặng nhẹ. Lời này nói riêng trong nhà cũng không sao, nhưng nói lời này trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, lỡ như truyền ra ngoài khẳng định sẽ bị người ta lời ra tiếng vào. Thế thì thấy Âu Dương Tu tức giận chỉ đành ngậm miệng lại, nhưng chỉ thấy Âu Dương Tu trầm mặc một lát cuối cùng cũng đã thay đổi chủ ý, nói Nếu Huệ Nhi con đã nói như vậy, thì nhận lấy vật đi. Nhưng đều vì tên triệu nhân này khiến khuê danh của con bị tổn hại. Đến giờ vẫn chưa tìm được một nhà thích hợp, tổ phụ trong lòng vẫn rất khó chịu. Nghe thấy lời của tổ phụ, Âu Dương Nguyệt Linh lại khẽ mỉm cười nói. Tổ phụ không cần phải lo lắng cho con. Khoảng thời gian trước Quảng Dương Quận Vương Phi đề sướng 17 tuổi hắn kết hôn, mà còn thành lập vãn hôn xá, rất nhiều nữ tử quý tộc chưa lấy chồng đã tham gia vào vãn hôn xá. Tháng trước tôn nữ và vài tỷ muội cũng tham gia vào trong đó. Qua năm còn mới 16 tuổi, vẫn chưa đến tuổi cưới mà vãn hôn xá đề sướng nữa đấy. Đối với chuyện vãn hôn xá, Âu Dương Tu cũng từng nghe nói, thậm chí triều đình cũng đề sướng nữ tử qua 17 tuổi mới kết hôn, nghe nói có thể giảm đi nguy cơ khi sinh đẻ của nữ tử đương nhiên dân chúng thực sự nghe theo vẫn rất ít thậm chí bản thân âu dương tu đối với chuyện này cũng không cho là đúng nhưng bây giờ âu dương nguyễn linh lại lấy vạn hôn xã để an nổi y cũng khiến cho lòng của âu dương tu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều hôm nay không chỉ có phủ âu dương tu ăn cải trắng mà trên bàn ăn của các quý tộc lớn nhỏ cả thành đông kinh gần như đều có một món rau làm từ cải trắng có thể nói chỉ là cần một ngày đại danh của cải trắng truyền khắp thành đông kinh đây cũng khiến cho đám người vương thất khi đến các chợ rau bán rau vào ngày thứ hai, gặp phải cảnh tượng còn điên cuồng hơn ngày đầu tiên. 400 đồng một cân, tuy rằng mắc, nhưng người ăn lại không ít. Cái trắng của đám người vương thất gần như là chỉ trong chớp mắt đã bị giành đi sạch. Ngoài ra còn có không ít người trực tiếp ném tiền lên trên xe đặt trước, khiến khóe miệng của đám người vương thất đều co quắp. Đám ta điền vương thất bọn họ đếm tiền đến tay suýt chuột rút. Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng nhân cơ hội này tặng đi hơn nửa cài trắng, thu về không ít nhân tình, cũng xem như ai cũng có lời. Triệu Nhan vốn cho rằng mình có thể an ổn trải qua một năm mới đầu tiên từ khi xuyên Việt, nhưng không nghĩ đến vừa mới yên tĩnh được vài ngày, lại liên tục có các nhân đến bái phòng mà người nào cũng có lai lịch. Xem ra, năm nay Triệu Nhan không có yên ổn rồi. Mùa đông năm nay, tuyết rơi rất muộn, mãi đến đầu tháng chạp mới rơi trận tuyết đầu tiên. Kết quả có trận tuyết này đi đầu, bầu trời mấy ngày sau đó gần như đều u ám. Cho dù là giữa trưa, trời cũng âm u, giống như lúc nào cũng có thể rơi trận tuyết tiếp theo. Tối qua gió mùa đông bắc thổi một đêm, sau khi trời sáng, gió lớn không những không ngừng, ngược lại còn lớn hơn. Gió bắc gào thét cuốn lên những vật nhỏ và cát bụi trên mặt đất, khiến xung quanh đều mờ mờ một màu vàng, có chút giống như bão cát của đời sau. Nhìn hoàn cảnh bên ngoài tồi tệ như thế, gần như cả ngày triệu nhân không ra khỏi cửa, Bà tiểu đội nha đóng hết các cửa sổ lại, sau đó gọi Tào Dĩnh và hai tỷ tỷ đến cùng họ chơi bài cả ngày. Còn về vị đường tỷ đang giảm béo cũng đổi thành hoạt động ở trong phòng. Đợi khi buổi chiều qua đi hơn một nửa, gió bắc mãnh liệt mới từ từ ngừng lại. Nhưng tầng mây trên bầu trời càng ngày càng đặc hơn, càng đen hơn, mắt thấy tuyết sắp rơi, quả nhiên nửa canh giờ nữa, trôi qua, trời bắt đầu rơi bài bông tuyết nhỏ xíu, sau đó tuyết càng lúc càng lớn, trở thành tuyết lông ngỗng vừa rơi nửa canh giờ trời đất đã trở thành một mảnh tuyết trắng bên ngoài tuyết lông ngỗng bay cao trong phòng đám người triệu nhan và tào dĩnh cũng không đánh bài nữa mà bắt đầu ăn cơm bởi vì họ đánh bài quá nhập tâm kết quả là cơm trưa cũng không ăn bây giờ mấy người cuối cùng đều cảm thấy đói rồi thêm nữa bên ngoài cảnh tuyết đẹp như vậy cho nên tào dĩnh và thọ khang công chúa la hét, bảo triệu nhan cho đầu bếp làm chút đồ ăn ngon đến dạ dày của họ được triệu nhan nuông chiều quen rồi những món ăn thông thường rất khó khiến các nàng hứng thú triệu nhan nhìn cảnh tuyết đẹp như vậy lúc này cũng hơi đậm tâm lập tức bà phòng bếp dùng xương dê hầm một nồi nước sau đó lấy một cái lò than để trên bàn sau khi để nồi canh xương lên trên lò than lại cắt thịt dê thịt nai thịt gà thịt cá thành miếng mỏng cùng với những miếng cải trắng lớn triệu nhan muốn trong ngày tuyết lớn này ăn lẩu tam ca nhi cách ăn này của đệ rất mới lạ nhưng thịt này có thể chín không Thọ Khang công chúa nhìn đống thịt khác nhau ở xung quanh nồi lầu có chút hoài nghi hỏi. Trong ấn tượng của nàng, nấu thịt đều cần một khoảng thời gian tương đối dài, như vậy thịt mới chín và vị mới ngấm. Nếu không phải ăn thịt nửa sống nửa chín vậy, bụng sẽ phải chịu tội. Triệu Nhan cũng không có trả lời ngay câu hỏi của Thọ Khang công chúa mà mỉm cười, gấp từng miếng thịt dây mỏng nhúng vài lần trong nồi canh sôi, sau đó gấp ra chấm mút, tương vừng và tỏi băm. Lúc này mới bỏ vào miệng, thịt dê non mềm kết hợp với nước tương thơm cay khiến triệu nhan cũng nhịn không được khen một tiếng Chú ý ăn lẩu trong ngày tuyết này quả là tuyệt tam tỷ thì cứ yên tâm ăn đi thứ này gọi là lẩu thịt xem miếng thịt cắt mỏng như vậy sau đó nhúng trong nồi canh sôi liền chín ngay mà còn non hơn những loại thịt thông thường thêm nước ăn cùng với nước chấm tuyệt đối khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay triệu nhân vừa để thịt dê vào trong nồi lẩu vừa nói đồng thời còn nói tào dĩnh và bảo an công chúa cùng thưởng thức hương vị của nồi lẩu Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của Triệu Nhan khi ăn thịt dê, hoài nghi trong lòng đám người Tào Dĩnh cũng giảm bớt đi vài phần. Ba người cầm đũa lên gắp cho mình miếng thịt dê, bắt chước Triệu Nhan chấm vào nước tương rồi để vào miệng. Kết quả phát hiện quả thật như lời Triệu Nhan nói, vị của loại thịt dê này vô cùng non mềm. Bà nói lớn đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên ăn thịt dê non mềm đến như vậy. Lập tức ba nữ nhân Tào Dĩnh, Bảo ăn công chúa, Thọ Khang công chúa đều mừng rỡ. Thêm nữa các nàng quả thật là đói lắm rồi, cho nên người nào người đấy đều muốn đũa một đĩa thịt dê chịu nhanh nhúng vào rất nhanh đã ăn xong Điều này khiến hắn không thể bỏ vào thêm vài đĩa Ngoài ra còn để thêm một ít mấy thứ như là trứng gà, thịt cá Dù gì hôm nay thịt nhiều, rau ít Trên màn lớn cũng chỉ có hai đĩa cải trắng Những món rau tươi khác hắn cũng không tìm thấy Ngoài ra, những món rau kinh điển dùng để nấu lẩu như là thịt viên, nấm Cũng không có, cho nên chỉ có thể dùng các loại thịt để lấp vào chỗ trống Triệu Nhan ăn vài miếng thịt dê, cảm thấy tỏi băm trong nước tương không đủ cay, cho nên kêu Tiểu Đậu Nha đến, bảo nàng đem mất bột của mình đến, sau đó để vào trong nước tương. Lúc này, hắn mới cảm thấy đúng khẩu vị. Kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp để sa tế vào trong canh làm thành lẩu cay, nhưng hắn sợ đám Tào Dĩnh ăn không quen, cho nên chỉ có thể để vào trong nước tương. Đám Tào Dĩnh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Nhan ăn ớt. Trước đây các nàng cũng nếm thử qua, kết quả giống hệt bộ dáng lúc Tiểu Đậu Nha lần đầu tiên ăn ớt, hoàn toàn chịu không nổi vị cay của ớt, nhưng hiện nay tào dĩnh nhìn thấy bộ dạng triệu nhân ăn đến đổ đầy mồ hôi cũng không kìm không nổi muốn nếm thử thêm một lần có ý tưởng này tào dĩnh lập tức lấy ớt qua cũng đổ một chút vào trong chén tương của mình sau đó gắp một miếng thịt cá mà mình thích chấm một ít rồi để vào miệng tuy rằng lúc đầu vẫn cảm thấy cay đến khó chịu nhưng đợi khi từ từ thích ứng lại khiến tào dĩnh có một cảm giác vô cùng vui sướng giống như triệu nha nói rất đã nghiền Điều này khiến nàng không thể ngừng lại được, cũng như triệu nhan ăn đến đổ đầy mồ hôi, không hề có chút dáng vẻ thục nữ lúc bình thường. Thọ khang công chúa và bảo an công chúa nhìn thấy Tào Dĩnh cũng bắt đầu ăn ớt. Điều này khiến hai nàng vô cùng hiếu kỳ. Trước tiên là thọ khang công chúa có gan lớn nhất cũng học theo dáng vẻ của Tào Dĩnh, thêm chút ớt bột cho mình. Không nghĩ tới nồi lầu nóng này rất hợp với ớt. Thọ khang công chúa cũng rất nhanh phát hiện chỗ tốt của ớt. Cuối cùng ngay cả bảo an công chúa hiền lành cũng rơi vào tay giặc ba nữ nhân vừa ăn vừa kêu cay quá nhưng ai cũng không chịu ngừng lại tuy nhiên ngay lúc này triệu nhan cùng với nương tử và tỷ thị, thị của mình đang vui về ăn lầu lại nghe thấy bên ngoài bỗng có người đội tuyết đến mình tuyết lập tức đi ra mở cửa phòng kết quả nhìn thấy một thi nữ đầu đầy bông tuyết tiến vào sau đó hành lễ với triệu nhan nói cởi bẩm còn vương bên ngoài có khách nhân đến nói là đến bái phòng theo lời mời của ngài khách nhân triệu nhân nghe đến đây cũng hết sức kinh ngạc Ngày tuyết lớn như thế này tại sao lại có khách nhân? Thế là hắn mở miệng hỏi, đối phương là ai? Có nói là ta mời y khi nào không? Cái này, thì nữ có chút khó xử, trước là nhìn tào dĩnh, sau đó ấp ba à ấp ống nói. Khởi, khởi bẩm vương, đối phương là, là tiết ninh nhi, hiệu xưng là đông kinh đệ nhị hành thủ, nàng nói lúc trước quận vương từng mời nàng đến phủ, chỉ là bởi vì lúc trước tục vụ quấn thân, mãi đến hôm nay mới có thời gian đến, để hoàn thành ước định lúc trước với quận vương. Xoạt xoạt xoạt, Lời của thị nữ vừa dứt trợn nhan cảm thấy ánh mắt của Tào Dĩnh và hai vị tỷ tỷ hệt như lợi kiếm phóng đến người hắn. Nam nhân ở bên ngoài gặp dịp chơi đùa thì thôi, nhưng nếu như mời kỹ nữ đến nhà, vậy đó chính là không tôn trọng nữ chủ nhân. Tào Dĩnh thân là con gái tướng môn, tính cách vô cùng cương liệt, nghe thấy chuyện này tự nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ. Trước kia, khi bảo an công chúa sống cùng với vương sân cũng gặp qua không ít chuyện như thế này, chỉ là vì để gia đình được hòa thuận cho nên mới cố nhịn xuống. Tuy rằng Triệu Nhân là đệ đệ ruột của nàng, nhưng nàng cũng không hy vọng đệ đệ của mình trở thành cận bã như Vương Sân. Còn về Thọ Khang Công Chúa, nàng càng là người ghét ác như thù bởi vì tao ngộ của Bảo An Công Chúa. Nàng càng hận nhất cái loài truyền này, hứng hồ gì nàng và Tào Dĩnh còn là tìm mỗi tốt, cho nên nghe thấy Triệu Nhân lại mời một hành thủ đến nhà, cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm vị đệ đệ này của mình. Nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của Tào Dĩnh và hai vị tỷ tỷ, Triệu Nhân sợ đến mồ hôi lạnh cũng chảy ra rồi, lập tức vội vàng giải thích. <laughs> Mọi người đừng hiểu lầm. Lần trước lúc Tây Viên nhã thập, vị tất ninh nhi này từng giúp đỡ ta nhiều lần. Về tình nghĩa ta đáp ứng vẽ cho nàng một bức tranh. Chỉ là ta vẫn chưa từng đi qua chỗ của Tiết Ninh Nhi. Tiết Ninh Nhi cũng không dám đến. Mãi đến lần trước tham gia hương tích yến. Ta lại gặp đối phương cho nên liền mời nàng đến Việt Việt để hoàn thành ước định lúc trước. Nghe lời giải thích của Triều Nhan, bảo an công chúa và thọ khang công chúa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Tào Dĩnh càng cười duyên mở miệng nói. Phụ quân không cần phải giải thích. Tiếp thân cũng không phải là người nữ tử hay đố kỵ. Bây giờ ngài là đại tài tử nổi tiếng ở ngoài, thu hút một số nữ tử tham hư vinh cũng là bình thường. Càng huống hồ gì vị tiết ninh nhi kia tiếng lành đồn xa, vô số văn nhân tài tử đều muốn kết giao với nàng. Hiện giờ đối phương chủ động đến nhà bái phòng, phụ quân không nên lạnh nhạt với gia nhân mới phải. Tuy rằng lúc đầu Tào Dĩnh tỏ vẻ mình không hay ghen, nhưng trong lời nói của nàng lại toát ra vị chua, khiến cho bảo an công chúa và thọ khang công chúa đều che miệng cười trộm xem ra cho dù là nữ nhân thông minh đến đâu đi chăng nữa lúc gặp phải chuyện trên phương diện tình cảm đều sẽ trở nên vô cùng hẹp hòi đây là thiên tính của nữ nhân không liên quan đến bối cảnh thời đại đừng cho là nữ tử cổ đại đều sẽ cam tâm tình nguyện để trượng phu của mình ở bên ngoài tìm nữ nhân nạp thiếp vào nhà đó cũng nhất định là phải được sự đồng ý của chính thê mới được <laughs> mọi người ăn trước đi ta đi gặp đối phương đợi sau khi hoàn thành ước định lúc trước ta liền bảo nàng ta rời khỏi triệu nhan kỳ thật cũng rất là oan uổng trong nhà chỉ có một thê tử là tào dĩnh còn chưa thu phục xong hắn nào có tâm tư ra ngoài tìm nữ nhân đương nhiên với thân phận hiện tại của triệu nhan cũng có thể hoàn toàn không quan tâm thái độ của tào dĩnh liều mạng kéo nữ nhân về nhà nhưng người sở dĩ là người là bởi vì người có tình cảm nếu như nhìn thấy một cô nương xinh đẹp liền xông đến vậy thì có khác gì cầm thú có lẽ nam nhân có thể không quan tâm đến thái độ của người bên cạnh đặt cái đó của mình ở vị trí đầu tiên nhưng ít nhất triệu nhan không làm được lập tức triệu nhan dưới sự hầu hạ của tiểu đội nha mặc lên một bộ áo khoác lông hồ ly ấm áp kết quả khi hắn vừa ra cửa lập tức bị một trận gió lạnh cuốn theo bông tuyết ập vào mặt lạnh đến khiến hắn run rẩy lúc này triệu nhan mới phát hiện tuyết đọng ở bên ngoài đã cao nửa thước rồi người dẫm lên tuyết phát ra tiếng xèo xèo mà trời cũng không có dấu hiệu dừng rơi tuyết nếu như rơi đến ngày mai phòng trưng có thể lấp kín cả cửa phòng triệu nhan dẫm lên lớp tuyết đi đến phòng khách ở tiền viện vừa vào đến trong lập tức nhìn thấy tiết ninh nhi thanh tú động lòng người đứng trong sành nhìn thấy hắn tiến vào tiết ninh nhi tươi cười hành lễ nói quận vương đã lâu không gặp chỉ thấy tiết ninh nhi mặc một bộ áo lông cá màu trắng trên cổ đeo một chuỗi chân trâu trắng nõn càng tôn thêm làn da trắng nõn động lòng người của nàng đặc biệt là lúc nàng hành lễ với triệu nhan trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chân thành lại mang theo vài phần tinh nghịch cho dù ở kiếp trước Triệu Nhan đã nhìn quen các mỹ nhân phẫu thuật thẩm mỹ nhưng trong phút chốc vẫn có phần hoảng hốt. <laughs> không nghĩ tới tiết thành thủ lại đội gió tuyết đến quả thật khiến bột vương thủ sùng nhược kinh. Triệu Nhan rất nhanh ổn định tâm trạng lập tức cười nhanh đón kỳ thực hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái lần mời tiết Ninh Nhi lần trước cũng đã cách nay hai tháng kết quả đối phương vẫn không đến thậm chí ngay cả hắn cũng sắp quên đi chuyện này mất rồi nhưng không nghĩ đến tiết Ninh Nhi lại tròn một ngày tuyết rơi đến bái phòng Điều này có phần khác thường. Chỉ thấy Tết Ninh Nhi nghe thấy lời của Triệu Nhan bỗng nở một nụ cười nói. Lần trước sau khi quận vương mời tiểu nữ, tiểu nữ cũng hận là không thể sớm đến quận vương phủ. Chỉ đáng tiếc tiểu nữ không được tự do, phải học ca mua đánh đàn, một ngày từ sáng đến tối đều xếp kín lịch, không dễ gì mới chờ được đến ngày hôm nay. Trời chờ gió lớn, rất nhiều người không muốn ra khỏi cửa, lúc này mới dành ra được thời gian đến bái phòng quận vương nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp phải tuyết lớn may mà lúc đó cách nơi quận vương không xa liền dứt khoát không về lại nữa hy vọng quận vương không trách tiểu nữ đến quấy giày mới phải <laughs> tiết hành thủ đại giá quang lâm bồn vương chỉ cảm thấy vinh hạnh sao lại dám trách tội triệu nhân nghe thấy lời của đối phương cũng khách sáo liền cười nói tuy rằng không biết lời của tiết ninh nhi là thật hay là giả nhưng nếu đối phương đã đổi tuyết đến rồi cũng biểu thị thành ý của đối phương chủ nhân như hắn đương nhiên là không thể sơ suất sau đó Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi nói chuyện phiếm với nhau, rồi mới tiến vào vấn đề chính. Nếu Tiết Hành thủ đã đến, vậy không bằng bây giờ chúng ta liền bắt đầu vẽ đi, ta cho người đi chuẩn bị dụng cụ rất nhanh liền có thể vẽ được. Nghe thấy Triệu Nhan vội vàng muốn vẽ như vậy, giống như là hận không thể lập tức đuổi nàng đi vậy, khiến cho trong lòng Tiết Ninh Nhi hơi tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cười đon đà nói. Quân Vương Điện à thật nhẫn tâm, nô ra từ sáng đã ra cửa không dễ gì mới đến được đây, Đến giờ ngay cả cơm trưa còn chưa có ăn, mà bên ngoài lại đang rơi tuyết lớn như vậy. Đã nào quận vương ngài không lo lắng, nô ra trên đường về gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Hả? Nghe ra ý trách móc trong lời nói của Ninh Nhi, Triệu Nhan cũng sững sờ. Nghĩ đến trời đồ tuyết lớn như vậy, mà đuổi đối phương đi, quả thật có phần thất lễ, lập tức mở miệng một lần nữa nói. Vừa nãy là bọn vương suy nghĩ không chu toàn, đúng là có phần thất lễ, nếu tuyết hành thủ vẫn chưa ăn trưa, vậy ta liền cho người đi chuẩn bị, thêm nữa tuyết lớn ngập đường, Nói không chừng đây chính là cơ hội trời cho để khoản đãi tiết hành thủ. Không bằng tiết hành thủ tạm nghỉ ở chỗ này, đợi ngày mai tuyết ngừng rồi hãy đi cũng không buồn. Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn trách triệu nhan được. Hắn vừa rồi chỉ lo nghĩ đến về mặt tức ghen của Tào Dĩnh cho nên mới một lòng muốn tiết ninh nhi đi sớm một chút. Nhưng lại quên, ngoài kia tuyết lớn đang rơi, đối phương có thể đến được đây đã không dễ dàng gì. Nếu như lại phải quay về, nói không chừng sẽ lại gặp chuyện giữa đường. Cũng may là tiết ninh nhi khá thẳng thắn dám nói ra những lời ấy, nếu không đổi thành nữ tử có lòng dạ hẹp hòi thì rất có thể thật sự tức giận rồi bỏ đi. Nhìn thấy triệu Nhan vô cùng thành khẩn mà giữ mình lại, mới vừa rồi có lẽ là do không suy nghĩ thấu đáo. Lúc này Tiết Ninh Nhi mới thở vào nhẹ nhõm. Từ lần trước sau khi gặp triệu nhan ở Tây Viên Nhã Tập, nàng phát hiện triệu nhan của bây giờ với triệu nhan của trước kia hoàn toàn khác nhau. Điểm này khác không chỉ là về mặt tài hoa, triệu nhan thể hiện ra mà còn thể hiện trong cả thái độ đối nhân xử thế ví dụ như đối với mình là một hành thủ triệu nhan không tỏ vẻ mến mộ như những nam tử khác cũng không giống như những tên đạo học giả kia tỏ vẻ chán ghét mà là chân chính xem nàng như một nữ tử bình thường hệt như thân phận hành thủ của tiết ninh nhi không hề có chút khác biệt gì với những thiếu nữ nhà lành khác việc đối xử bình đẳng này làm cho tiết ninh nhi vô cùng cảm động việc này cũng làm cho tiết ninh nhi đối với triệu nhan có một loại hào cảm khó nói thành lời cũng vì hào cảm này cho nên Tiết Ninh Nhi không hy vọng Triệu Nhan ở trong thời tiết như thế này mà thật sự lạnh lùng đuổi nàng đi. Nếu như đến ông trời cũng muốn giúp quận vương, vậy thì Nô Gia cũng đành ở lại đây nhận sự khoản đãi của quận vương. Tiết Ninh Nhi cũng thuận theo lời của Triệu Nhan mà cười nói, nàng cũng thích cảm giác lúc được trò chuyện cùng với Triệu Nhan. Tuy rằng lúc này vẫn chưa tính là bạn bè, nhưng mà lúc nói chuyện, Triệu Nhan luôn dùng thái độ bình đẳng với nàng, Việc này khiến cho người vốn xuất thân phong trần như Tiết Ninh Nhi có cảm giác được tôn trọng, điều mà trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được khi tiếp xúc với người khác. Nơi <laughs> này của bọn vương tuy không phồn hoa bằng đông kinh, nhưng lại mang một phong vị khác, đặc biệt là ẩm thực trong phủ của bọn vương, tuyệt đối không thua kém hương tiết yến lần trước của hòa thượng liễu không. Triều Nhan thấy Tiết Ninh Nhi không có ý trách tội đền cười mà nói, hắn quả thật không hề kỳ thị Tiết Ninh Nhi chút nào, theo cách nhìn của hắn đối phương cũng giống như những nữ minh tinh của đời sau lúc thường cũng là nhờ vào việc phô triển tài nghệ của mình để kiếm cơm hơn nữa người ta còn là con nhà đàng hoàng bán nghệ không bán thân chỉ dựa vào điểm này thì đã sạch sẽ hơn đa số nữ minh tinh ở đời sau nữa kia nghe thấy triệu Nhan nói thức ăn trong phủ của hắn không thua kém hương tích yến tiến anh nhi còn cho rằng triệu Nhan năng tự tâng mức mình nên nên lúc đó chỉ cười khúc khích cũng không có để trong lòng mà triệu nhân lúc này cũng đã lập tức cho người đi chuẩn bị Vừa hai lúc trước hắn làm không ít lầu, thịt dê các thứ đều có sẵn. Phòng trưng đại mấy nữ tiết ninh nhi bây giờ vừa đói, vừa mệt. Lầu đương nhiên là lựa chọn số một. Tuy nhiên lúc mà hạ nhân vừa mới đem nồi lầu lên tiền sành, thì triệu nhân đang định cho tiết ninh nhi nếm thử món lầu mà con gái đời sau vô cùng hoan nghênh này, đột nhiên lại có hạ nhân vội vàng tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm quân vương, bên ngoài có vị khách đến bái phòng nói là cố nhân của quân vương, lại có người tới thăm. Triệu Nhan nghe đến đây cũng ngẩn người. Trong lòng nghĩ lúc đẹp trời thì không ai đến, bây giờ tuyết lớn thế này lại hết người này đến người khác tới. Chẳng lẽ lại là, là một người giống như Tiết Ninh Nhi, lúc bình thường thì bận rộn tất bật, chỉ có trong những lúc thời tiết ác liệt như thế này mới có thời gian rảnh đến bái phòng. Tiết Ninh Nhi nghe vậy cũng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới, trên thế gian vẫn còn có người giống nàng, đội tuyết lớn đến thăm bằng hữu. Đối phương tên là gì? Từ đâu tới? Nhan có chút bất đắc dĩ hỏi, Tuy rằng cố nhân của hắn không nhiều, nhưng mà trong khoảng thời gian này cũng tính là gặp công ít. Ai biết lại là cố nhân từ đâu xông ra cơ chứ? khai bẩm quận vương, đối phương là một tăng nhân. Y nói trước kia đã từng cùng quận vương có duyên gặp một lần. Hạ nhân vô cùng cung kính mà bẩm thêm một lần nữa. Bà cha nó. Triệu nhân nghe đến đây bỗng là người, sau đó cười khổ rồi liếc nhìn Tiết Ninh Nhi. <laughs> Xem ra đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, mới vừa rồi tôi còn nói thức ăn trong phủ không thua kém hương tích yến của liễu không hòa thượng kết quả là không ngờ đối phương đã tìm đến tận cửa rồi <laughs> xem ra tiểu nữ và liễu không đại sư quả thật là có duyên là đều chọn thời gian này để đến bái phòng quận vương sau khi ngạc nhiên qua đi tiết ninh nhi cũng che miệng cười nói <cười> nếu đã có duyên vậy thì không bằng tiết Hành tù cùng ta ra ngoài cùng nghênh tiếp liễu không thế nào triệu nhan lúc này cười lớn nói trên thế gian này việc trùng hợp quả không ít ngay cả việc này cũng có thể khéo như vậy. Đối với lời đề nghị của Triệu Nhân, tên đình Nhi cũng vui vẻ đồng ý, hai người liền che dù dẫm lên lớp tuyết đọc, cùng nhau đi đến cửa trước. Kết quả là vừa hay nhìn thấy liễu không hòa thượng, mặc một thân tăng bào màu xanh cho, hai tay chắp lại đứng ngoài cổng, vẻ mặt bình tĩnh trên khuôn mặt anh Tuấn, không chút để tâm đến sự lạnh giá ở bên ngoài. Những bông hoa tuyết bị cơn gió lạnh cuốn lên, bay qua người y, càng khiến liễu không trở nên phiêu diêu ẩn giật. <laughs> Không ngờ đến lúc tuyết bay đầy trời như thế này, không ngờ liễu không ngài đã đến tận cửa bái phòng, thật khiến cho bồn vương kinh hỉ. Triệu Nhan lập tức cười lớn, tiến lên nghênh đón. Tuy rằng hắn chỉ gặp liễu không qua một lần, nhưng lần đó lại khiến cho Triệu Nhan đối với liễu không có ấn tượng cực tốt. Cộng thêm hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, cho nên tuy rằng chỉ quen biết trong thời gian ngắn, nhưng lần gặp mặt này lại giống như là bạn tốt nhiều năm với nhau vậy, không chút xa lạ. A-di-đà-phật hòa thượng ta cũng không ngờ gặp phải trận tuyết lớn như vậy may mà biết quận vương ở gần đây cho nên bần tăng chỉ đành làm phiền quận vương một phen liễu không nhìn thấy triệu nhan ra đón cũng mỉm cười mà hành lễ nói hà <laughs> hà đây không phải là nơi để nói chuyện chúng ta vào trong nhà hãy nói triệu nhan tuy là muốn biết vì sao liễu không lại đến ngoài thành nhưng cổng tò vò gió rét từng trận mà tăng bào lại đến trên người liễu không hình như cũng rất là mỏng cho nên mới muốn mời y vào trong sành rồi nói tiếp. Sau khi nghe xong, Liễu Không liền đồng ý. Nhưng mà lúc này, y mới bỗng nhìn rõ nữ tử đứng bên cạnh triệu nhan là Tiết Ninh Nhi. Lúc ấy cũng sững sờ, vừa rồi cho là Tiết Ninh Nhi là thi nữ bên người của triệu nhan, cho nên cũng không để ý. Không ngờ đối phương này là vị đông kinh đệ nhị hành thủ mà lần trước đã gặp. Chẳng lẽ đối phương đã bị triệu nhan thu vào vương phủ? Đợi khi ba người một lần nữa trở về phòng khách, Triệu Nhan chỉ vào Tiết Ninh Nhi rồi giới thiệu với Liễu Không, nói Liễu Không, vì Tiết Hành Thủ này ngài cũng quen biết, nói ra thật là trùng hợp. Tiết Hành Thủ chân trước mới tới đòi nợ ta, Liễu Không ngài chân sau cũng đã tới rồi. Đòi nợ, Liễu Không nghe đến đây mà lặng cả người, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Tiết Ninh Nhi. Y nghĩ không ra, với thân phận của Triệu Nhan sao có thể thiếu nợ Tiết Ninh Nhi? Tiết Ninh Nhi thấy Triệu Nhan nói chuyện thật thú vị, lần nữa chay miệng cười, một lúc sau mới nói Quận vương đã bứng vẽ cho nô ra một bức tranh, tức là ta vẫn luôn không có thời gian đến. Hôm nay không dễ gì dành ra được thời gian dành để đến bái phòng, không ngờ lại gặp phải gió tuyết như thế này, càng không ngờ có thể gặp được liễu không đại sư ở đây. Liễu không lúc này mới hiểu ra, liền sang sảng cười. Lúc này một lần nữa Triệu Nhan mới mở miệng hỏi, liễu không? Ngoài kia tuyết rơi lớn như vậy, tại sao ngài không ở trong hương tích tự của mình, mà lại đến ngoại thành? Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc tập 33 của Bắc Tống Nhàn Vương tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 34.